Xin chào mọi người, hôm nay là ngày cái ngày lễ Thanksgiving của nước Mỹ, tức như là cái ngày lễ tạ ơn ha. Thì hàng năm là Thủy tổ chức tại nhà em gái Thủy, tại vì chồng nó nướng gà tây rất là ngon, cho nên nó là chịu trách nhiệm lúc nào cũng phải hốt cái ngày Thanksgiving hết, tại vì không ai nhà trong nhà Thủy làm gà tây ngon bằng nó cả. Thì năm nay nó chịu trách nhiệm là làm hoàn toàn những cái món chính để ăn cùng với con gà tây. Còn tất cả mọi người trong gia đình thì mỗi người thích chọn món gì mình làm ngon, hoặc thích chọn những cái món mà những đứa con trong gia đình thích ăn, thì mọi người sẽ mang tới một món. Thì Thủy đã chọn một cái món chè thái trái cây. Mà món chè thái trái cây này là tùy theo trái cây của mình muốn làm là loại nào. Và trong đó mình có thể làm theo cái loại xương sáo với lại xương sa của mình. Rồi Thủy bỏ tất cả trái cây, nhưng mà đặc biệt là Thủy làm sữa tươi với lại mật ong. À, mọi người thấy cái container chè của Thủy không? Cái này nó có là xương sa con cá dẻo nè, dừa tươi cắt lát nhỏ nè, rồi cái này nhãn nè, rồi xương sáo xanh nè, xương sáo trắng nè. Đó, cái nồi chè thái của Thủy rất là ngon nè, thấy mọi người thấy không? Rồi thì bây giờ là trước khi mà mình chuẩn bị ra đi qua nhà ăn tiệc á, thì Thủy có nói chuyện một tí xíu là mọi người biết là cái tháng 11 là cái tháng mùa lá vàng ha, cộng lại với là cái mùa trái bí đỏ, đó là trái pumpkin. Cho nên hôm nay mọi người thấy là Thủy rất là điệu luôn, Thủy bận một cái màu pumpkin thật là nổi để đi ăn lễ con gà tây. Thì bây giờ mọi người cùng gia đình Thủy đi tới nhà em Thủy để ăn gà tây, và Thủy sẽ giới thiệu với mọi người những món ăn của mỗi gia đình mang tới hôm nay là loại thức ăn gì và nó ngon như thế nào. Thì mọi người không nếm được, nhưng mà Thủy biết là nó ngon, với Thủy rất là ngon. Cho nên cái ngày hôm nay là đặc biệt, là Thủy không có đài ép được, cho nên là mọi người ơi, ăn xong rồi qua khỏi Tết mới được diet, tại vì Noel rồi tất cả nhiều cái lễ tới này, nhiều cái party, nhiều cái party, cho nên là không diet được. Nhưng mà thôi kệ đi, mình cũng không đến nỗi bự lắm, cho nên là thôi bây giờ mọi người cùng gia đình Thủy đi ăn Thanksgiving ha. Rồi hồi nãy là Thủy có nói bây giờ là Thủy qua tới nhà em Thủy rồi. Cái món này hồi nãy Thủy đã giới thiệu rồi, mà bây giờ ở trong này là mỗi gia đình mang tới một món ăn đó. Đó là mọi người nhìn thấy là cái nồi salad này là năm nào nhà Thủy cũng thích chỉ có một loại cái salad này thôi. Hàng toàn 3-4 thứ trái cây nó nằm ở trong này nè. Mọi người nhìn thấy là nó nằm theo từng tầng không? Lát nữa mình sẽ đổ ra trong cái tray á, mình trộn lên, là đó là một cái món salad mà đặc biệt nhất để ăn chung với con gà tây chiên nè. Turkey chiên nè. Cái thứ hai á là cái món là món thịt bò nhét tỏi nướng. Rồi cái này á, món này là đặc biệt nhất, thì thích nhất món này đó là hem nướng ha. Thì đi kèm với cái món, những món ăn này đó là mashed potato nè. Cái này á là cái trái, nó gọi là cái butterscotch của Mỹ, thì không biết gọi qua tiếng Việt là gì, nhưng mà cái hình thù nó giống như củ khoai lang của mình thôi, nhưng mà cái này là món ngọt. Thì cái này ở trên này cinnamon với lại mật ong mà nướng lên nhìn nó rất là ngon. Cho nên là thì mọi người cũng biết là Thanksgiving thì những món chính thì nó đi kèm với những món ăn như thế này. Thì nhà Thủy năm nào cũng thích những món ăn nó giống nhau, tại vì một năm mới được ăn turkey nướng một lần, chiên một lần thôi. Cho nên là đây là mời mọi người cùng Thủy hưởng thụ một cái Thanksgiving năm 2024. Giới thiệu với mọi người là đầu bếp chính của Thanksgiving mỗi năm của nhà Thủy là đây nè. Sếp Cúc nè, đây là sếp Cúc cho thêm một cái dĩa cánh gà chiên nước mắm nữa. Mà cái này nó không có được vàng như con gà này, cho nên là hai cái loại gà nó khác nhau. Đó là mình muốn giới thiệu, đó là mời đầu bếp chính đi, mời đầu bếp chính đi. Bây giờ là Thủy sẽ phỏng vấn đầu bếp chính nè. Em con gà em chiên bao nhiêu tiếng đồng hồ? Khoảng chừng 45 phút à. 45 phút thôi hả? Dạ, thì em để nguyên con gà vậy, em có nêm nếm gì không? Hay là nêm con gà nêm seasoning nó. Mọi người biết không, có cái tầm bộ Thủy hỏi như vậy mà năm nào Thủy hốt sao nó không rồi. Cho nên là nó seasoning cái con gà xong xuôi rồi. Thì đây là mình rất là cảm ơn người đầu bếp chính này cho nhà mình đã mỗi năm có một cái thân gia đình thật tuyệt vời ha. Thank you. Thank you. Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving is a historical day. Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving is a historical day. Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving is a historical day. Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving is a historical day.
Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving is a historical day. Happy Thanksgiving is a historical day. Happy Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving is a historical day. Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving is a historical day. Happy Thanksgiving is a historical day. Happy Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving is a historical day. Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving is a historical day.